vỡ cây đàn, giận đời đập vỡ cây đàn. Người ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn, giận đời bạc trắng như vôi, giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ trắng thay đen, giận đời chờ. Chào mừng quý vị anh chị đã quay trở lại với kênh Vinafor. Và như một vài hình ảnh lúc đầu video quý vị anh chị vừa xem, đó là chiếc chúng tôi đã thực hiện trên chiếc xe Ford Ranger XLS với các cái phiên bản XLS 2020 thì được trang bị màn hình 8 inch của hệ điều hành Sync, nhưng mà chưa được trang bị camera lùi. Và chúng tôi đã thực hiện nâng cấp cái camera lùi lên trên màn hình zin theo xe của chiếc xe này, và ngoài ra thì cũng nâng cấp luôn cái tính năng là xem video ở trên màn hình này thông qua cái cổng USB đấy, và với cái một mức chi phí rất là hợp lý thôi ạ. Với cái việc nâng cấp này thì quý vị chỉ phải bỏ ra chi phí là 2.500.000 đồng thì quý vị đã nâng cấp được camera lùi kèm theo màn hình zin theo xe. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng khuyến mại luôn một cái tính năng, kích hoạt luôn cái tính năng là xem video trên màn hình thông qua cổng USB như một vài hình ảnh ở lúc đầu video quý vị xem. Và bây giờ thì tôi sẽ thực hiện lại để cho quý vị anh chị xem ạ. Đây, Chiến có thể là thao tác lại để quý vị xem. Đây, đấy, khi về P thì nó sẽ hiển thị cam lùi trên zin, màn zin theo xe, màn hình zin theo xe. Và ngoài ra thì chúng tôi còn kích hoạt luôn cái tính năng là xem video ở trên màn hình thông qua cổng USB, thông cổng qua USB. Đấy, rất là nét luôn, quý vị có thể nhìn thấy. Thì đây là những cái tính năng rất là mới, những cái tính năng rất là mới ở trên chiếc Ford Ranger XLS mà chúng tôi đã độ được. Và với chiếc cái cam lùi này, khi mà độ lên xe Ford Ranger XLS thì đang có giá bán là 2.500.000 quý vị anh chị nhé. Và ngoài ra thì ngoài giá bán 2.500.000 ra, chúng tôi còn khuyến mại hỗ trợ quý vị anh chị luôn là kích hoạt luôn cái tính năng là xem video trên cổng USB như thế này. Đây, như quý vị anh chị đang xem đây. Đấy, rất là nét, cam lùi nét, màn hình nét, âm thanh thì nghe khá là ok. Đây, tôi sẽ xuống dưới đằng sau xe tôi quay cái cam lùi. Đấy, thì cái cam lùi đây chúng tôi đấu vào đằng sau xe như thế này. Đây ạ, đây là cái cam lùi của xe đây. Đây, chúng tôi sẽ đấu vào sau như thế này. Rất là gọn và chuẩn, hiển thị rất là chuẩn, hiển thị thông tin sau xe rất là chuẩn, và kích hoạt thêm tính năng xem video trên cổng USB. Đó, và giá là 2.500.000 đồng. Nếu như quý vị anh chị đang muốn lắp cam lùi zin theo xe thì có thể gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại tôi để trên màn hình video ạ. Ok, cảm ơn quý vị chị đã xem.